Vâng, Võ Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì bên em cũng vừa khui hàng được một ít lò Mỹ nha bác nha. Thì trong đó là có hai đôi bát 30 của hãng EV Electric World của Mỹ. Đó là mã model SX300. Đó. Thì cái model này á thì nó là cái model chất lượng nhất trong tất cả model của đời SX của EV dòng lo full 30 đó. Còn cái đời nó chắc hơn đó là đời SX500 thì nó là phân khúc của lo 40 rồi. Còn đây thì em về được cả hai đôi SX300 nha bác nha. Thì hôm trước rất nhiều các bác hỏi được hàng về cái dòng SX300 này nhưng mà bên em không có hàng, thì hôm nay lại về được hai đôi nha, hai đôi rất là đẹp luôn để phục vụ cho các bác. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo em, giá thì nó cực kỳ là hợp lý. Các bác đã có đầu tư một sản phẩm lo bát 30 chỉnh sò của Mỹ nha. Vâng, và về hai đôi, nhưng mà hai đôi này thì nó cũng không cùng cái lô sản xuất nha, nên là nó cũng sẽ có những cái điểm khác nhau. Đó, nó có những điểm khác nhau. Thì đầu tiên trên video này thì các bác sẽ thấy được là sự khác nhau đầu tiên đó là em đã tháo thùng ra thì các bác thấy mút tiêu âm này. Bên đây là một cặp này, bên này là một cặp. Cái mút tiêu âm nó cũng khác này, hai lô khác nhau nên là cái mút tiêu âm nó khác nha. Đấy. Hai cái lô nó sản xuất khác nhau nha bác nha, chứ không phải là nó khác gì hết. Đấy. Ra là các bác thấy bông tiêu âm là khác này, bên này là khác nha. Thùng thì như nhau, thùng thì như nhau nha, bát như nhau luôn. Đấy. Chép thì nó cái đời bên này thì nó cũng mới hơn, bên này thì cũng nói chung là nó như nhau thôi, nhưng mà bên này thì nó có tem, bên này thì cái đời sâu thì nó không có tem. Đó. Cái tem của chép này thì tem chép cái đời nó mới hơn nhiều quá nha. Đấy, đã tháo sánh là hai cặp nha. Nói chung là tất cả là nó như nhau hết, nó chả có khác gì hết nha. Đấy. Rất là chất lượng luôn nha. Đấy, rồi ok, thì em sẽ đi vào cái đôi đầu tiên. Để quay cho bác xem. Đó, đây là e-canh của nó nha. E-canh thì em tháo ra để xung quanh rồi. Thì ốc vít nữa đây. Thì có thấy là toàn những ốc xịn sò hết nha bác nha. Ốc xịn hết đây. Đấy. Tháo ra một mớ vít luôn. Đấy. Rồi, ở đây thì cái đôi đầu tiên nha. Đôi đầu tiên thì con này thì nó sở hữu là từ này từ 160 nha bác nha. Từ 160 con 65. Đó. Từ 160 con 65. Đấy, xương gan đúc đa chấu nha, xương gan đúc đa chấu. Các bác thấy là nó rất là chất lượng nha. Hàng thì bên em là bao xi nguyên bản cho cả bác. Còn về phía bên trong này. Đấy, trong thì chúng ta sẽ có cú lo, nhận lo, tất cả là xi nguyên bản. Đó là màng bát. Đó, màng bát nha bác nha. Màng bát thì nó sử dụng màng vải, xin lỗi bác, màng giấy và gân là gân vải. Đấy. Và trên cái lớp gân vải này thì nó sẽ có một cái lớp, nó sẽ chạy một cái viền cao su nhau nhé, keo cao su này. Đó, nó chạy một viền lớp cao su như thế này. Đó, và bốn con bát này thì cái nào nó có chạy hết nhá, cái nào nó có chạy. Và con này đây nó chạy, nó nhìn nó chạy thì chạy này chạy thủ công nhau bác, nên là nó không có đều. Và tới thì nó sẽ đây, các bác nhìn thì cái chỗ này là cái khúc mà nó ngắt quãng nha bác, cái khúc mà nó giáp nối đó, nên là nó sẽ có sờ như thế này. Đây là cái lớp cao su bên ngoài nha. Còn lại tất cả nói chung là cái này là của nhà sản xuất họ làm, nó riêng như báo nha bác nha. Đấy, nó đều các bác nhìn thấy nó như thế này thì các bác báo là nó có vấn đề gì không. Đấy, về cái găng không. Đó, nhưng mà đây là cái nhà thiết kế và cao su nhà sản xuất họ làm. Đó. Đấy. Đấy. Tất cả là bên em bao dinh bán cho tất cả bác nha, có yên tâm nha. Đấy. Tất cả rất đẹp luôn. Bát 30 nha. Bên này cũng thế nha, cái bát đây. Đó, có nhìn này, chất lượng nha. Bên đây cũng vậy. Đấy. Đây, tất cả là dinh bán hết nha. Đây, con này thì cũng vậy nha, nó có một viền cao su này, viền cao su này,
viên này thì thường thì nó làm chìm xuống một tí đấy, nhưng mà cái cặp này thì nó làm nối lên một tí, nó làm đòi, nói chung là nó kéo hơi đòi nha bác nhé, kéo rất là đòi. À, ở chỗ này thì là khúc mà nó giáp mối thôi. À, kéo từ bên này qua, kéo ngược qua này và tới đây là kết thúc trên cái gân nha, rất là đẹp nha bác nha. Còn đây là quá chép nha bác, quá chép của nó này. À, chép của này thì từ nó rất là to nha, từ chép rất cực kỳ là to luôn. Nó sử dụng là từ 11 năm nha. Đấy, từ 11 năm. Đấy, chép của Electro Boy rất là xịn sò nha bác nha. Dòng chép này thì nó thường ở trên những dòng loa bass 40. Đời SX, đời S152 chép rất chất lượng nha bác. Chép này thì đánh tiếng rất là phê. Rồi, coi về cái đôi đầu tiên á, thì nó cũng sẽ có một cái viền nhựa nha. Đó, cái lô cái con này thì nó sẽ có một cái viền nhựa ở phía trên như thế này. Đó, nó một cái viền nhựa như thế này các bác nha. Còn cái đôi bên kia thì nó không có đâu. Đó, nó, bên kia là viền giấy này. Đấy. Rồi, ok nha bác. Nói chung là hai cái cặp này thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau để em quay cho bác xem luôn. Đấy. Rồi, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ đa thì em tháo cái mặt trước rồi nha bác nhá, tháo cái mặt trước con này để lấy cái chép ra, chứ còn thực chất là mở cái chép nó mở không ra, nó rất là chắc nhá. Đấy, chép nó thì nó sẽ gắn vào đây, gắn vào cái họng chép này, họng chép kèn này nha. À, phía bên trong thì chúng ta sẽ có phân tầng này, phân tầng EV nha bác nhá, phân tầng nó bông tiêu âm và thùng thôi. Nói chung là nó chỉ gồm một bát một chép. Phân tầng con này thì cực kỳ là gấu nha bác nha. Rồi, hai phân tầng của cái cặp này thì nó cũng sẽ có ở những điểm khác nhau nha bác, ở điểm khác nhau. Và các bác nhìn phân tầng bên con này, còn bên này thì các bác nhìn phân tầng bên đây nhá. Đấy, bên này thì bên em cũng đã tháo ra một phần, quay cho bác xem. Đây, phân tầng bên này nha. Đấy, rồi đây phần tầng nữa nha bác nha. Bên này thì cũng có bông tiêu âm này, bông tiêu âm này. À, bông tiêu âm thì hai bên nó khác nhau. Đó, đó là những điểm khác nhau về cái sản phẩm EV-SX300 bên em về, thì bác lựa chọn sản phẩm nào thì cái đôi nào cũng được nha. Rồi em qua rồi thứ hai này. Rồi thứ hai thì đây là cái cuốn chép nó. Thì hai cuốn chép này thì nó như nhau thôi bác, nó không có gì khác hết này. Đấy, các bác nhìn này, hai cuốn chép này thì nó như nhau thôi. Thì mỗi là cái chép này thì nó có cái dán cái tem. Đấy, cái tem đây. À, mấy cái dũa đa Electro Boy 81. Đấy, chép này là chép đời mới. Thì cái chép này thì bên em của dòng EV thì bên em cũng có về những cái model nó có kiểu chép như thế này. Thì hai cái chép này thì cũng là chép đích lòi và kích thước là như nhau, và nó là một loại nha bác nha, một dòng luôn. Đấy, nên chẳng có gì khác nha. Chép là như nhau. Thì bên này thì nó một cặp chép như thế này, bên này thì một cặp chép như thế này, thì các bác lựa chọn sản phẩm nào thì cũng được. Đó, thì bắt còn bắt thì nó như nhau, bắt từ nó như nhau nha, như nhau luôn. Đấy, đây phía bên trong này các bác nha, nhìn này, tất cả là riêng nhiên bán nha. Màng nó đây, màng con này cũng vậy nha, màng con này thì nó chạy một lớp viền cao su này. Đấy, viền cao su này nha bác nha. Đó, nhưng mà bên này thì nó chạy thấp hơn, nó không có đòi. Đấy, nó nằm sâu dưới đây, các bác so sánh này. Đó, cái này thì nó chạy nó nối hơn lên trên tí, còn cái này thì nó chạy nó không đòi nha. Đây cũng vậy nha bác nha. Đó, đây thì nó chạy một lớp viền này. Đấy, tất cả là viền bán.
Còn ở đây thì nó sở hữu là cái viền bên ngoài là viền giấy nhá. Còn bên này thì ta sở hữu là cái viền nhựa này. Viền nhựa này bác nhá. Rồi ok, đó là sự khác nhau, còn lại tất cả là như nhau và hàng này bên em bao xi nguyên bản, hoạt động hoàn hảo. Đấy. Rồi ở đây thì em sẽ quay cho bác xem cái ngoài được sau. Đằng sau thì hai cả hai lon nó đều như nhau thôi, nó đều là model SX300 cộng nha. EV SX300 này. Đấy, SX300 8 ô 300W trên kênh. Input là đường Newtrik. Đấy, hàng sản xuất tại Bắc Kinh Yuda. Đấy, bên này thì nó cũng ngoài thôi. Đó, cặp bên này thì nó cũng đây các bác này. EV SX300 300W 8 ôm mà nghe dịu ra. Đó, rồi thùng bát rất đẹp nha. Thùng bát cực kỳ là đẹp luôn. Rồi đó là cả hai đôi bên em hiện tại đang có dòng bát 30 của EV nha. Bác nào lựa chọn thì liên hệ trực tiếp cho cô Hùng. Giá một cặp là 11 triệu, bên em chưa bao gồm phí cước và tặng kèm theo bác là 5m dây lo, 2m rưỡi vào vế nhé. Và kèm theo đó là rắc nêu chích. Mọi chi tiết các bác mua hàng thì liên hệ trong phòng qua số điện thoại là 0366 48707 hoặc là 0393 1049 nhé. Em xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả bác của video sau.